chào các em, chào mừng các em đến với kênh Bibo TV. Đố các em biết bạn gì hay kêu út ịt ý nhỉ? Có phải là bạn lợn chồng xinh xắn và đáng yêu này không? Hôm nay chị có một bạn lợn nhá. Có cái mũi hồng này, xong rồi làn da cũng màu hồng hồng này, rất là đẹp đúng không nào? Đây là bộ màu của chị. Chúng mình sẽ cần hai màu đúng không? Một màu hồng nhạt và một màu hồng đậm này. Đấy, đây là hai màu của chị. Màu này là màu hồng nhạt này, chị sẽ dùng để tô thân của bạn ý này, thân này, rồi chân này, rồi tai này, rồi mặt này. Đấy, còn đây là màu hồng đậm của chị này. Đấy, màu hồng đậm của chị đây, chị sẽ tô vào mũi của bạn này và lưỡi của bạn ý nhá. Bây giờ chị em mình cùng tô màu hồng đậm này trước nhé. Thân và chân của bạn ý nhé. Đây là màu hồng nhạt của chị này. Còn thiếu một màu nữa, đấy là màu nâu này, màu nâu ở trong vòm miệng của bạn ấy đúng không nào? Đây, đây là màu nâu của chị này. Đấy. Rồi, đây là màu nâu của chị. Thế là chúng mình đã hoàn thành xong bức hình bạn lợn hồng xinh xắn và đáng yêu rồi. Các em thấy tô màu bạn hình bạn lợn này có đơn giản không nào? Rất đơn giản đúng không? Mà lại cực kỳ đẹp. Chúng mình hãy thử đem đến cho cô giáo chấm điểm hoặc cho mẹ của mình chấm điểm xem. Mẹ ơi, bức tranh này của con được mấy điểm nào? Chắc chắn là sẽ được điểm 10 luôn đấy các em ạ. Hẹn gặp lại các em ở Bibo TV trong những bức vẽ tiếp theo nhé. Chị sẽ tô thật nhiều bức tranh đẹp và ngộ nghĩnh hơn nữa cho các em xem nhé. Tạm biệt các em.